làm diều sáo đó, xong con diều sáo kìa. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ không thả diều sáo nữa. Nếu mà bây giờ xách con diều tháo, con diều sáo mà chim lửa đi thả nữa thì nó bị trùng, cho nên là bữa nay mình sẽ làm một con diều. Con diều này mình đã từng làm rồi, các bạn nhìn thì đón được diều gì phải không? Đó là con diều gốc cacu. Thì lâu lắm rồi, cách đây khoảng 1 năm mình đã từng làm một con rồi, nhưng mà lúc đó làm còn kiểu mà mới biết làm diều mà chưa có làm được gọi là chuẩn, cho nên bữa nay á là mình sẽ làm lại một con. Mình sẽ dán lông ha, nãy giờ mình cột khung nè, các bạn thấy không, cực kỳ là đơn giản luôn, chỉ có nhiêu thôi, ai cũng làm được hết trơn á. Nếu như mà mình làm bay được thì tất cả các bạn cũng sẽ làm bay được thôi. Thì bây giờ nếu mà mình đã làm xong cái khung như thế này rồi, mình chỉ việc dán ni lông hoặc dán vải lên là chơi thôi. Cái phương án hôm nay chắc là mình sẽ dán ni lông thử con trước, nếu mà ok mai mốt á mình sẽ may một cái hình gì đó để làm như một con diều để dành chơi luôn nha các bạn, thì nó rất là dễ bay luôn. Rồi như vậy là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi dán cái ni lông cho nó, dán xong rồi mình sẽ cột dây lèo và mình đi thả con diều gốc cacu này nha. Chiều nay gió kém, đó là con chim lửa mới mai xong kìa. Rồi bây giờ đến đây nha, mình sẽ đi lấy ni lông mình dán con diều này nha. Nó bị hụt cái ni lông mà chị Dung, cái miếng ni lông mà để mình hụt nhiều không, nó hụt tùm lum hết trơn à, nó bị ngắn á. Tí nữa chắc mình phải phối thêm một cái màu vô trong cái đầu này quá à. Giờ trước tiên là mình sẽ dán cho nó kín một đầu trước nha, dán chặt một đầu trước đi. Mình phối hai đầu màu chơi khác còn đẹp nữa anh. Đúng rồi, siêu phẩm gốc cacu phối màu. Rồi, vẫn là keo con chó huyền thoại nha, dính tất cả mọi bề mặt, gì cũng dính được hết trơn. Chết một đầu trước đi rồi mình kéo cái đầu kia căng ra là ok, là đi chơi. Sao hết gió rồi trời, dòng chiều nay có tí gió đi. Diều này làm khá đơn giản luôn ha. Đúng rồi, rất là dễ làm luôn các bạn ơi. Các bạn không làm được diều này là dở nha. Anh nghĩ bên này nhiều quá, bên kia đủ không anh? Chắc được mà, ai biết đâu. Kệ nó đi. Anh đây là dán tiếp tục đầu thứ hai nè. Được mà, đâu bị gì đâu. Kéo cái đầu kia mà nó căng, nó cứng rồi rồi thì mình tiếp tục mình dán đầu này thôi. Vừa kéo căng miếng luôn anh. Ừ. Kéo cho nó căng ni lông ra nha. Rồi. Rồi, bắt đầu mình vô thôi các bạn ơi. Rồi. Trời ơi, đẹp luôn. Hơi bị đẹp nha. Màu đen là đẹp rồi đó. Tí nữa mình sẽ phối với nó một cái màu hai đầu. Phối màu gì ha anh? Có màu đỏ anh. Màu đỏ hả? Ừ, màu cái màu... Màu xanh cũng có luôn, màu đỏ, màu xanh. Có màu trắng không? Có màu trắng. Màu trắng nhưng mà trắng trong nha anh, không có trắng, trắng sữa trong nha. Trắng trong được. Rồi, ừ. Vậy đi, mình sẽ ghi gọc, sau đó mình sẽ dán thêm hai đầu nữa là mình đi thả nha. Đây, bây giờ tới phần phối màu nha. Phối quả màu có cũng như không. Quả màu trong suốt luôn. Biết có gà ngô, gà khoai gì không nha. Là hơi bị lâu một tí. Đấy. Được rồi. Rồi cái phần trên mình sẽ dán một cái màu trong như thế này nha. Đó, trong vậy nè. Rồi, vậy là coi như là đã được 80% rồi. Bây giờ thì nhờ chị Dung đi sạc dùm cái điện thoại đi, nó hết pin rồi. Tí nữa dán xong mình sẽ cột lèo xong mình đi ra ngoài kia mình thả nha, nếu có gió nha. Còn nếu mà không có gió là ngày mai mới thả được nha các bạn. Anh đi đang cột lèo nè. Đợt này hình như thấy anh cột lèo khác đó nha. Lúc trước có cột lần rồi mà quên rồi. Giờ không biết cột sao nữa. Thôi vậy bây giờ cột đại thế này đi. Rồi tính tiếp nha các bạn, giờ quên cách cột lèo luôn rồi. Bay được không đây? Rồi, bắt đầu chơi thôi. Không có gió nhưng mà vẫn chơi. Bạn biết sao không? Chiều nay chuyển mưa quá trời, không có gió luôn. Mà cái con diều này á thì lâu rồi mình không có chơi lại nó. Bây giờ mình cũng không nhớ là lúc trước mình cột lèo nó kiểu gì mà nó bay được. Con này sao mà kỳ kỳ nha. Không biết là nó có bay được không đây. Gió này thì... Ừ dạ.
Thôi bây giờ thử trước nè các bạn. Nè nói chung là mình cột lèo thế này nè, mình thấy kiểu như nó hình như nó bị sai sai sao. Không biết nói sao luôn. Cột lèo rất là đều luôn nha. Hay là cột vô đây ta, ba chân vô đây hay là hai. Lên mạng coi thì thấy nhiều nhiều người cột nhiều kiểu quá. Thôi nói chung là bây giờ mình phải thử một điều này đã. Thử lần đầu tiên nha. Đi chuột ơi. Ôi lên luôn kìa. Nó bay được rồi kìa, không có gió trời. Nó bay được, nó bay được. Chủ nó, gắn chủ nó lại coi. Chết bà rồi. Rồi. Hết gió. Mình cột lèo theo kiểu này là nó bay được nè, cột hai dây trên hai dây dưới nó bằng nhau, thêm dây giữa xong mình móc cái dây thả vô là mình làm được. Cái nữa không, cái nữa nha chuột ơi, ngon quá chuột ơi. Thử đi, xong rồi mình sẽ cho chuột con diều này luôn để cho nó ngày mai nó đi vô trường học nó thả với mấy bạn đó ngoài ruộng nha các bạn. Đợi gió nhẹ nhẹ tới đi anh, không có gió đâu thả được. Ừ đợi tí đi, hơi mệt nữa nha. 2 3 như vậy là cái con diều này của mình nó hoàn toàn có thể bay được các bạn ơi. Vậy là ngày mai khi mà có gió lớn mình sẽ dẫn con chuột đi thả diều nha. Ở trong trường học của nó toàn là diều cá mập không à, mình sẽ đem cho con chuột con diều này thì nó sẽ là rất là độc, rất là đẹp luôn đó các bạn, thấy không, nó dễ bay lắm. Mình nhìn ở đây á, là mình nhìn kiểu mà nó hơi sọc sọc chút xíu, nhưng mà lúc mà mình kéo lên các bạn thấy á, là nó chắc chắn nó sẽ bay được thôi, không thể chạy đâu được đâu.